Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một phân khúc SUV 7 chỗ ngồi quý vị và các bạn nhé. Đây chính là chiếc xe Kia Carens. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký sang năm 2011 rồi quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2010 đã lăn bánh được hơn 10 vạn km rồi. Và đây là cái bản phiên bản SX quý bạn nhé. Phiên bản SX là phiên bản đủ, xe đã được trang bị là động cơ 2.0, nội thất da la răng đúc và điều hòa tự động, cửa sổ nóc đấy, và đèn pha bi xenon quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 298 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa. Chiếc xe này chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Carens 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem ấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Carens phiên bản SX 2011 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe quý vị bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua về được ngay trong buổi chiều ngày hôm qua. Thì chúng tôi là mua về được cái là sáng nay tôi đem ra đây tôi quay tôi giới thiệu cho quý vị bạn luôn. Mặc dù chiếc xe này là chúng tôi chưa có rửa, chưa có dọn dẹp gì cả. Đấy, có sao là tôi cứ quay như vậy cái đã. Đấy, nhìn về bên ngoài rất là đẹp quý vị bạn nhé. Chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Cho nên là nhìn về cái phần nước sơn bên ngoài còn rất là đẹp. Nước sơn cũng như là về cái phần nền bên ngoài còn rất là đẹp, rất là mới quý vị các bạn nhé. Đấy là chúng ta nhìn từ xa thì thấy nó rất là đẹp, không có một vết xước nào quý vị bạn nhé. Nhưng nếu như nhìn lại gần lại thì mới thấy được là một vài cái vết xước dăm cũng rất là nhỏ, rất là mỏng thôi quý vị bạn ạ. Đấy, nếu như những cái vết xước này đánh bóng đi là nó cũng đã hết, nhưng mà tôi vừa mới mua về được hôm qua chưa kịp đánh bóng đây. Đấy, nhìn sát lại thì sẽ thấy được là những cái vết xước dăm này quý vị bạn nhé. Đấy, còn bẩn nguyên này. Đấy, còn bẩn nguyên là tôi cứ đem lên tôi quay tôi giới thiệu cho quý vị các bạn đã, rồi tôi sẽ dọn rửa sau. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe sản xuất cuối năm 2010, đăng ký năm 2011, biển là 29A quý vị các bạn nhé. Biển 29A và biển đằng sau là tam hoa ba số, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đấy, bên này thì lại không xước sát gì, chỉ có bên kia xước sát có đôi chút nhỏ nhẹ thôi, chứ bên này thì không xước sát gì cả. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Và đặc biệt là cái dàn lốp này chủ xe mới thay năm 2021 quý bạn ạ. Mới thay được mấy tháng. Đấy. Đấy, lốp này Michelin rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Cả một cái dàn lốp này chủ xe mới thay. Dàn lốp rất là đẹp luôn. Bremacy 4 đây quý bạn nhá, Michelin Bremacy 4 này là đi êm nhất trong các loại lốp đấy ạ. Không phải là tôi quảng cáo cho lốp đâu, nhưng mà chắc là quý vị bạn cũng đã biết rồi. Lốp đi êm nhất, xịn nhất là Michelin, và Bremacy 4 của Michelin thì là đỉnh nhất rồi. Đỉnh của đỉnh đấy ạ. Đấy, đi rất là êm. Toàn Bremacy 4 hết đấy ạ. Đấy, chủ xe cũng rất là cẩn thận quý vị bạn nhé. Đấy, và lốp thì thay là 2021 đây quý vị bạn này. Tuần thứ 18 năm 2021. Đấy, rất là đẹp. Cả một cái dàn lốp này là đều mới thay. Cho nên quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này, muốn sở hữu chiếc xe này thì về chỉ có việc đổ xăng vào mà chạy thôi ạ, không phải làm cái gì cả. Rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Nhìn về đằng sau này thì quý vị và các bạn thấy được luôn ạ, đây là cái phiên bản SX. Kia Carens nó có phiên bản EX và SX. SX là cái phiên bản đủ nhất quý bạn nhé. Phiên bản SX là phiên bản đủ nhất. Động cơ 2.0, hộp số tự động. Đấy. Nhìn về đằng sau này thì xe cũng đã được trang bị camera lùi. Đấy, camera lùi, đèn phanh trên cao. Đấy. Và đặc biệt là cái cụm đèn hậu này còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn này.
cụm đèn hậu còn rất là mới. Đấy, cụm đèn mới tinh, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì nhé. Riêng đèn của chiếc xe Karen nó đẹp lắm quý bạn ạ. Sử dụng hơn 10 năm rồi nhưng mà nhìn rất là đẹp. Đặc biệt là cái cụm đèn pha, cụm đèn pha cũng còn rất là mới đây quý bạn nhé. Chưa có phải làm gì cả, tức là chưa phải đánh bóng đèn hay là chưa có phải làm lại đèn, mà đèn nó đã mới, nó sáng như này rồi đấy ạ. Đấy, đấy là điều đặc biệt ở chiếc xe Kia Karen. Đèn rất là mới này, mới đều cả đèn trước đèn sau. Và ở cái phiên bản SX 2010 này thì xe đang được trang bị là đèn pha bi xenon nhưng chưa có đèn LED nhé. 2011 thì có đèn LED ban ngày, còn 2010 này thì chưa có đèn LED nhưng xe đã được trang bị đèn pha bi xenon này, đèn gầm này, đó, logo rồi mặt ca lăng chrome này còn rất là mới, rất là sáng quý vị bạn ạ, rất là đẹp luôn. Đó, chiếc xe này là chúng tôi mới mua về, cái là mua về được chiều hôm qua, là nay tôi đem ra tôi quay luôn đấy ạ. Chưa có rửa luôn. Đây bên dưới nó bẩn, hơi bẩn một chút quý bạn nhé. Đấy, quay sát và thấy rất là bẩn. À thôi, còn luôn cả cái số điện thoại của chủ xe mà tôi còn chưa bỏ ra này. Đấy, còn nguyên bản hết. Xe thì cũng đã được trang bị đầy đủ từ giá nóc cho đến là những cái vè che mưa này là chủ xe dán thêm. Là giang đúc phanh ABS và hệ thống phanh đĩa cả 4 bánh này quý bạn nhé. Phanh đĩa là 4 bánh. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi dành cho gia đình, số tự động mà giá thành thì lại rất là rẻ, chỉ có 298 triệu đồng thôi là quý vị và các bạn đã được sở nghĩ hữu ngay một chiếc xe Kia này rồi. Đấy, phiên bản 7 chỗ ngồi rất là dài, rất là rộng quý vị bạn nhé. Có thể nói đây là chiếc xe 7 chỗ ngồi rẻ tiền nhất trong phân khúc đấy ạ. Đấy. Về bên ngoài thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong nhé. Trước tiên thì dừng lại ở đây, tôi cho quý bạn thấy này, rất là đẹp luôn. Từ những cái tay nắm cửa đều bằng chrome, rất là sáng, rất là trắng đẹp. Đấy. Bên dưới cửa thì cũng có nẹp chrome, nẹp cửa chrome này, rất là đẹp. Đấy. Là giang đúc thì chưa có xước sát tí nào cả. Phanh đĩa thì 4 bánh, rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Đây, không để cho quý vị bạn chờ đợi về cái phần nội thất nữa, tôi sẽ cho quý vị bạn xem ngay bây giờ đây ạ. Đấy, trước tiên thì mở cái cánh cửa trước bên lái ra cho quý vị bạn cùng xem đây ạ. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Mặc dù chiếc xe chưa có dọn dẹp, chưa có rửa, chúng tôi mua về là chưa rửa. Đây là về cái phần keo chỉ của cánh cửa trước bên lái quý vị bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy. Về cái phần keo chỉ này là nguyên bản này, quý vị bạn có thể yên tâm, chúng tôi có thể cam kết rồi. Đấy. Về xe lỗi, xe ngập nước, xe máy móc mà hỏng hết là chúng tôi không bán ạ. Chúng tôi bán những xe mà chất lượng còn tốt cơ. Bán những xe xấu, xe lỗi lên trên kênh YouTube nó mất uy tín các bạn ạ. Đã bán ở trên mạng là phải hàng chuẩn. Đấy, nội thất da cao cấp nguyên bản theo xe các bạn nhé. Đấy, nội thất này còn rất là đẹp này. Chủ xe cũng rất là cẩn thận dán cả cái giả carbon này, dán đây là chống xước ở cái bậc cửa. Đấy, nội thất da còn nguyên bản nhá, rất là đẹp này. Ngồi nhiều hay ngồi ít là ở cái má ghế này đây ạ. Còn nguyên hết luôn và còn rất là đẹp này. Và phiên bản đủ này thì xe đã được trang bị cả cửa sổ nóc, và đặc biệt là cái phần nỉ trần của cái cửa nóc này còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và bạn nhá. Đấy, camera hành trình có cả rồi. Vô lăng cần số còn nguyên bản hết như bạn ạ. Vô lăng này, cần số này còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Đấy, chúng tôi còn chưa dọn dẹp thì những cái đồ của chủ xe đây ạ, chưa bỏ ra, đằng sau vẫn còn ít đồ của chủ xe nữa, chúng tôi chưa bỏ ra đâu ạ. Đấy, đây là cái ốc bản lề của cái cánh cửa sau bên lái này, ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn. Đấy, đây là phần ốc bản lề nhé. Đây là cái cánh cửa phía sau bên lái đây quý vị bạn này, keo chỉ cũng còn nguyên này. Đấy, keo chỉ tất cả là còn nguyên đây, còn rất đẹp đây quý vị bạn nhé. À, keo chỉ là chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, ốc bản lề đây còn nguyên, chưa tháo. Đấy, và nội thất đằng sau này rất là đẹp, chỉ có hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn dẹp đồ ra thôi. Mua về như nào là tôi cứ đem ra tôi quay nguyên như thế vậy đã. Đấy, toàn bộ những cái đồ của chủ xe đây ạ, còn nguyên ở trên xe, chưa có dọn ra cái gì cả. Cửa nóc trần nỉ này rất là sạch, rất là đẹp. Đấy, một chiếc xe Kia Karen. Đây là hàng ghế ngồi giữa đi quý bạn nhé. Hàng ghế ngồi giữa là 3, hàng sau mà 2. Đấy, là 7 chỗ ngồi, rất là đẹp luôn quý bạn nhé.
Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần táp lô táp bi của chiếc xe nhé. Đấy, tôi sẽ lên xe cho quý vị bạn cùng xem. Và ở cái phiên bản 7 chỗ này thì Kia cũng đã trang bị cho cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau đây quý bạn nhé. Hơi bẩn một chút quý bạn ạ, chưa dọn nên nó hơi bẩn một chút, quý bạn thông cảm. Tôi sẽ chiều nay thì tôi sẽ cho đi dọn dẹp chiếc xe này. Đấy, để cho quý vị các bạn đến xem xe thì chiếc xe nó sẽ đẹp, nó khác hơn rất là nhiều. Đấy, từ những cái phần nỉ trần này, rất là mới luôn quý bạn nhé. Những cái phần nỉ trần này, những cái phần tay nắm này. Đấy, nếu như chạy nhiều, chạy dịch vụ thì là nó không còn đẹp như này đâu. Thưa với quý vị bạn ở Hà Nội thì những chiếc xe Kia Carrera này thì ít chạy dịch vụ. Nhưng nếu như ở Sài Gòn thì những chiếc xe Kia Carrera này lại chạy dịch vụ rất là nhiều quý vị bạn nhé. Nó ở vùng miền khác nhau quý vị bạn ạ. Đấy, trong Sài Gòn thì lại ưa chuộng những cái dòng 7 chỗ là con Carrera này để chạy dịch vụ. Còn Hà Nội thì lại chạy dịch vụ mà 7 chỗ thì chủ yếu là Innova. Đấy, đây là cái phần táp lô rất là mới, rất là đẹp nhé. Tôi sẽ bật cái điện của cái đồng hồ lên cho quý bạn xem. Đây, chưa bật điện thì quý vị bạn đã xem được cái đồng hồ rồi. Là 10 vạn đây quý vị bạn nhé. Đấy, 10 vạn, đồng hồ lăn bánh 10 vạn. Đấy, đầu DVD, xe được trang bị đầu DVD, camera lùi quý vị bạn nhé, điều hòa tự động. Đấy, rất là đẹp, nội thất thì rất là đẹp rồi. Vô lăng còn nguyên bản và vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng quý vị bạn nhé. Đấy, có các phím điều khiển trên vô lăng rồi, gương chiếu hậu gập điện. Đấy, rất là mới, rất là đẹp nha, đẹp từ vô lăng, cần số nó còn nguyên bản hết à. Đấy, đẹp là so với tuổi, đẹp là so với đời quý vị bạn nhá, chứ không phải là tôi nói là xe nào bảo xe nào cũng bảo là đẹp. Đẹp là nó so với cái những chiếc xe cùng đời thôi, chứ còn là nó không thể đẹp được bằng những chiếc xe đời cao hơn. Táp lô cũng còn rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn nhá, những cái phần nhựa này cũng còn mới này, mặc dù chưa có đánh, chưa có dọn dẹp gì cả. Những chiếc xe này mà bây giờ mà chúng tôi mà cho đi dọn dẹp sạch sẽ, đẹp đẽ lên thì nó mới lắm quý vị bạn ạ. Đấy, vì chủ xe lại chạy ít, giữ gìn cho nên là nó còn đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn. Tôi sẽ đi ra giới thiệu tiếp cho quý vị bạn về những cái phần đằng sau xe nhé. Từ những cái cốp sau cho đến những cái phần cửa này. Cốp sau đây quý vị bạn nhé. Đấy, phiên bản Kia Carrera. Đấy, phiên bản SX. Mở cái cốp sau lên cho quý vị bạn cùng xem nào. Đấy, đầu tiên là cho quý vị bạn thấy được là cái ốc cốp sau còn nguyên bản này, keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, ốc cốp sau, keo chỉ của cốp sau còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Còn nguyên bản hết đấy ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì thì nó mới còn nguyên bản và còn đẹp như này. Đấy, hơi bẩn một chút quý bạn nhé, dọn dẹp đi là nó sẽ khác ngay. Đấy, nếu như bị đâm đụng hay là bị va chạm thì nó đều có vết thì quý bạn này, những cái này là cái đinh tán của nhà sản xuất, đâm đụng hay va chạm gì cả là nó sẽ có vết để lại ngay. Đã có bàn tay con người mà tác động vào đây là nó sẽ khác quý bạn ạ, còn nếu như là chưa bị va chạm gì cả thì nó nguyên bản, nó đẹp như này đấy ạ. Đấy. Và ở cái phân khúc 7 chỗ này, hàng ghế thứ ba lúc nào gặp lại thì lại được cái khoang cốp rất là rộng. Đấy, nếu như mà không đi đủ 7 chỗ ngồi, 7 người không đi đủ 7 người thì gấp lại thì tại được cái cốp rất là rộng như này đây quý bạn nhé. Và rất là nhiều người đi chiếc xe này nhưng không bao giờ đi 7 chỗ, lúc nào cũng gặp ghế đấy ạ. Đấy, cái xe này thì gần như lúc nào cũng gặp ghế này. Đấy, từ những cái phần nội thất này, từ phần nỉ này đều rất là mới này. Đến những cái phần nhựa rất là mới này. Đấy, chưa có dọn dẹp thì nhìn nó hơi bẩn một chút quý vị bạn ạ. Đấy, những cái đồ này này, kích này. Đấy, còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Chưa có đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này ra cho quý bạn cùng xem. Tay nắm cũng là chrome. Đấy, đồ đạc của chủ xe chưa có dọn dẹp ra, còn nguyên. Keo chỉ của cái cánh cửa phía sau này cũng còn nguyên bản quý bạn nhé, chưa có mất một phân keo chỉ nữa đâu. Đấy, còn nguyên bản hết. Ốc bản lề cánh cửa sau cũng còn nguyên bản này. Đấy, nội thất này rất là đẹp luôn. Nội thất đằng sau này đẹp vì là ít người ngồi đến ạ. Khóa trẻ em,
Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ quý vị bạn nhé. Táp bi cửa trước bên phụ này, keo chỉ còn nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản. Ốc yết còn nguyên hết, ốc còn nguyên bản hết quý vị bạn ạ. Đấy, nội thất táp lô táp bi đều rất là mới. Cái ghế bên phụ này là ít người ngồi đến cho nên là còn rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, cái ghế bên phụ này rất là mới luôn. Ghế da nguyên bản theo xe. Cửa nóc, phần nhựa này, phần trần, phần nỉ này, các thứ đều rất là đẹp. Xe cũng đã có cả camera hành trình. Đấy, đầy đủ luôn quý vị bạn nhé. Một chiếc xe 7 chỗ số tự động với option rất là đầy đủ này. Ốc bản lề cánh cửa phía sau còn nguyên bản này. Tem của nhà sản xuất đây quý bạn này. Đấy, tem này số khung xe đấy ạ. Còn nguyên, rất là đẹp, rất là mới. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phiên bản SX quý vị bạn nhé. Phiên bản SX tức là cái phiên bản số tự động. Kia cũng đã trang bị cho phiên bản SX này là một cái động cơ DOHC 2.0 lít và là cái động cơ xăng quý vị bạn nhé. Đấy, và cái động cơ này thì nhìn về cái động cơ này thì quý vị và các bạn biết được là chủ xe đã giữ gìn xe và chăm sóc xe như thế nào rồi đúng không ạ? Chiếc xe này chúng tôi mua là về là chưa có dọn như thế nào, là chúng tôi để nguyên đấy, còn chưa có rửa bên ngoài cơ, chưa có động chạm gì vào, chỉ có nhận từ chủ xe như nào đem ra tôi quay luôn như thế vậy mà nó đẹp như này đấy ạ. Đấy, động cơ rất là đẹp, rất là mới luôn quý bạn nhé. Phải nói là chủ xe chăm sóc rất là đều, lúc nào cũng giữ gìn là chiếc xe này nó sạch đẹp như này đấy ạ. Đấy, ốc cốp ốc chân máy này, ốc chân máy là còn nguyên này, chúng tôi cam kết là cái ốc chân máy này là còn nguyên bản này. Đấy, ốc mặt máy cũng còn nguyên hết luôn này. Đấy, từ ốc mặt máy này, ốc chân máy này là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản về cái động cơ này, thứ nhất là không ngập nước, thứ hai là nguyên bản. Đấy, còn nguyên bản hết từ dàn ốc. Đấy, tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé, về cái phần động cơ này. Đấy, và đây là từ những cái ốc tai này, ốc tai cũng còn nguyên hết đây quý bạn này. Ốc tai còn nguyên nhá, cho đến những cái ốc chân cabo này. Đấy, ốc chân cabo còn nguyên này. Đấy, chúng tôi cứ để nguyên bản như thế này cho quý bạn cùng xem này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên hết này. Đấy, keo chỉ cabo, tất cả cái keo chỉ này là còn nguyên này, tem của hãng này còn này, cabo này nguyên bản này, chưa có bị tháo ra, chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, ốc cabo này còn nguyên hết luôn đấy quý bạn nhé. Ốc chân này, ốc chân cabo này, đây tôi phải bỏ cái lá ra cho quý bạn xem. Đấy, ốc chân cabo còn nguyên bản này, ốc tai này nguyên bản này, chưa có tháo ra tí nào cả. Đấy, rất là đẹp, một cái động cơ chưa có dọn dẹp gì mà nó đẹp như này rồi thì phải nói là chủ xe đi cũng biết chăm sóc bảo dưỡng đấy ạ, biết giữ gìn đấy ạ. Và cũng đúng thôi quý vị bạn ạ, nếu như người nào hiểu biết thì là luôn giữ cái động cơ nó sạch sẽ, nó đẹp như này thì chắc chắn là máy nó sẽ thoáng hơn và nổ nó cũng êm hơn, và thứ hai nó tiết kiệm nhiên liệu hơn ạ. Đấy, tại sao tôi lại nói như vậy ạ? Tại vì là nếu như một chiếc xe nó bẩn thì là tất nhiên là nó sẽ kém hơn, hoạt động của cái máy móc nó sẽ kém hơn ạ, vì là do nó bẩn lại nó sẽ tỏa nhiệt kém hơn ạ. Đấy, vì là những cái tôi ví dụ đơn giản hiểu nôm na như này này, quý vị và các bạn đun một cái so ngày xưa đun một cái nồi bằng đun bằng bếp củi ấy, đấy là nó sẽ muội nó bám vào hết cái đáy nồi ấy, thì là đun nước bao giờ nó cũng sẽ sôi lâu hơn thì nó sẽ tốn củi hơn, tốn ga hơn. Còn nếu như một cái xoong mà nó sạch sẽ, đít nồi nó không bị bám bẩn ấy, thì là đun nó sẽ tiết kiệm ga hơn, tiết kiệm củi hơn, ít củi hơn quý vị bạn nhé. Đấy, tôi nói cho dễ hiểu thế. Đấy, và chiếc xe này thì thưa với quý vị và các bạn, chúng tôi đang bán với giá là 298 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Kia Carian 2011 bản SX số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. We'll be right back.